Nãy giờ thì không biết bao nhiêu nhịp. Không cần phải đếm. Bullet. Anh em thấy khả năng ngoại ngữ tiếng tàu của tôi thế nào? Ngoại ngữ là đỉnh của chóp. Anh cứ xem chữ tàu hình tượng này không bao giờ làm khó của tôi. Ngoại vớ vẩn. Rồi, mở thẻ. Quả này mà mở ra con Batis đen nhỉ, Ariano đen. Chà. Nó lại là bro. Sao em quay cái gì mà sao lại ít thẻ này à Duy? Quay lại đi. Thêm mấy sự kiện nữa đi. Nào mở thẻ tàu rồi anh em ơi. Cái vòng quay này là mấy trăm đô nhỉ Duy nhỉ? Mở và xem nào. Cái đâu dô béo 8. Em quay nhầm à? Tối quay lại nữa. Nope. Một đẹp. Xịt rồi em ơi. 18.000 tỷ. 18.000 tỷ áo qua đường hầm. Đây rồi. Eto là âm. Ôi giời ơi. Ôi. Nhớ ra con nào cộng 8. Đen cho em tôi. Gỡ tên khác thôi. Top 100 nào. Top 100 TS. Benzema cũng được. Benzema rồi Lewan cũng được. Bồ Đào Nha. Bernardo Silva không? Hey. 120 thì cũng lởm. 29.000 tỷ. Ý CDM Verratti à? Hello. Zachary. Hôm qua có thằng giả mạo anh PM em. Anh không PM ai cả. Ôi dồi ôi, double rồi, hàng lởm rồi. Mẹ nó gói bên tàu nó cũng thế các anh em ạ. Gói bên tàu cũng mở ra min hết. Cái này là code game rồi. Mình hết mẹ mất. Nào. Quái này sao nào. Better World Cup biết đâu. Dù béo 107 trở lên thì ma thú thử cũng được. Cái đẹp. Qua đường hầm. Úi xồi Perisic. Vứt. Cộng 6 min luôn. Cộng 6. Ôi. Vãi Garincha. Vứt luôn. Con gì nói. Ui 5 gói này. Năm gói này. Benzema, Toni Kroos các thứ cũng được. Zidane. Ồ. Zidane ngon này. Chứ mấy con Carlos các thứ thì lởm. Cái gói này là cái gói mà Việt Nam mình trao cho top 1 VIP server. Top 1 mới mở ra được. Ôi trời chết mẹ rồi. Cảm ơn. 49.000 tỷ. 9.000 tỷ. Brazil. Carlos. À, Kaká. Kaká chỉ số 121 cũng không ngon lắm anh em ạ. Zidane. Cờ Pháp đi. Đẹp. Lại Cavahan tiếp. Đồng cộng 9. Lại Cavahan. Phải ra Zidane. Zidane, Benzema. Ôi, đệt. Đệt mẹ gói chỉ định à? Đấy rồi. Casillas. Ôi dồi ôi. 74.7 nghìn tỷ. Càng đẹp. Pháp. Ui, lại Brazil. Kaká tiếp. Còn thua anh ạ. Việt Nam mà mở ra mấy con này mẹ có hú hét ầm ầm. Đẹp. Top 100 Better World Cup. Cộng 8. Ui, áo ra cộng 8 nữa. Ui dồi, vào được xa. Vòng quay này của em Duy. Ít sự kiện quá, ít thẻ quá. Ồ rồi. Mở không ra đường hầm. Đây rồi. Người Ý, Mandini.
Mang đi đi, hàng ngon rồi. Biết lô. Cộng 7. Vứt đi. Người Hàn. Người Hàn. Bét ở World Cup người Hàn. Bắc. Hello. Bắc Ki Sung. Cho đá hậu vệ cánh. Con này đá hậu vệ cánh mắc hay luôn. Hậu vệ cánh mắc hay. Xếp team MU à? Kratia Modric hay là Perisic đây? Hả? Modric cộng 7 vứt đi. Cộng 8 mới có giá anh em ạ. Một set. Mở hai con luôn. Mở hai con xem ra cái gì nào. Pháp. Pháp là ngon đấy, CDM Vira. Hello. Bằng lơ. Bằng lơ cộng 8. Chỉ số hơi phèn. Bằng lơ cộng 8 chỉ số phèn quá. Toàn tào lao. Spotlight. Được ở Hà Lan. Người Anh. Người Anh Spotlight là con nào? Sterling. Vậy nổi. Game kia pick team để chờ trận đấu nó bắt đầu thôi em. Join vào league chém gió. Kenneth Kim Min Jae. Min Jae nick này có rồi. Kim Min Jae là một con chỉ khá là ngon trong cái gói này. Nhưng mà lại có rồi, nick lại có rồi anh em. Luis Diaz à? À Ruben Diaz, ok đẹp mà. Double Kim Min Jae vãi nồi chứ. Bán được không em nhỉ? Kim Min Jae nick có rồi. Tắm mồ Kim Min Jae chứ. Khác thì gói ồn nào. Harry Kane. Mở ra Harry Kane mẹ sút cơ mà. Ở đấy, 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 đấy. Kane. Đẹp. Lampard à? Lampard là cũng được. Thôi nỗi. Lampard là chỉ số 107 à. Ôi lại Tây Ban Nha. Ôi chết chết chết. Đừng Muniain. Hey. Uya Zaban. Khá lởm. Harry Kane phát đẹp luôn. Nổ hũ luôn. Ồ Messi. Messi. Ui mắc mẹ chỉ số luôn. Mắc chỉ số luôn, Messi luôn. Càng đét, mỗi tội eo đá được. Con này bán được không? Bán luôn dồn tiền mua Batigol. Messi làm nền cho Batigol thôi anh em ạ. Mắc mẹ chỉ số luôn nhá. Và Messi mắc chỉ số rồi. Ôi là mẹ cực đỉnh nhỏi. Hà Lan con nào? Ui, vứt đi. Vứt đi. Con này Kromayer à? Messi là ngon rồi em. Bù lỗ mấy gói vừa rồi. Mẹ nát vãi. Cái đéo gì đây? Ayew. Andre Ayew. Andre Ayew là... Ui, mở gói này nhờ. Mở gói này ra. Ariano thẻ đen nào. Ariano thẻ đen nào. Batigol thẻ đen nào. Mở và xem nào. Qua đường hầm. Nền đen. Cái lủng mía. Đen nhất còn mẹ luôn. Đéo qua đường hầm. Nền trắng. Lại còn cộng 7. Có này là gói 5 con thỏ đâu. Cầu thủ 5 con thỏ. Cầu thủ 5 con thỏ này có những con nào ta? Mở. Cầu thủ tuổi thỏ. Tức là tuổi mão đấy. Benzema. Brazil là con nào? Hello. Đệt mẹ. Chỉ số lại cũng mắc luôn. Mắc chỉ số chứ lại không phải con ngon. Garincha. Garincha bán được không ta? Mở ra con đấy là chỉ số hơi mắc rồi đấy anh em ạ. Không phải tuổi thỏ. Nhưng mà nó để có avatar con thỏ. À gói Tết. Gói Tết.
gói Tết âm lịch. Rồi ok, gói những ngôi sao Tết âm lịch. Chứ không phải là những ngôi sao sinh tuổi Thỏ. Ok ok. Tức là những cái con này là nó ra vào Tết năm nay, Tết năm nay của Trung Quốc. Chứ không phải là những cầu thủ sinh tuổi Thỏ. Ok, hiểu rồi. Ví dụ như là cái con này là nó ra là Tết năm ngoái này. Như Johan Cruyff là ra từ Tết năm ngoái. Dâu béo này, mẹ năm nào cũng có dâu béo ta. Phải về. Ui. Để mẹ thế chơi chơi kiểu bịp à. Mẹ bố tổ cho nó hách lương này anh em này. Anh em thấy chơi khắm không? Con này chỉ số là 108 mà lương 26. Trong khi đó con này chỉ số 112 lương 25. Mẹ chơi hách lương à? Con này lương 26 chỉ số 108 thì ok rồi đúng không? Không nói làm gì. Con này chỉ số 112 lương 25. Mình mở ra con Garincha là chỉ số 112 lương 24. Nghéo đỡ được. Chạy 132 luôn. Biết đâu bỏ vào đá lại ngon. Biết đâu bỏ vào đá lại ngon. Garincha, hai con Kim Min-jae và Lampard. Lampard lại không đến nỗi phế. Mấy con ở dưới này thì phế hết. Con ở dưới này thì mẹ bán được thì bán được chứ. Kaka ca cũng chỉ số quá cùi. Pulit á đù. Còn mấy con này anh chả biết con nào là giá phôi cả Duy ạ. Con nào bán được, con nào giá phôi anh không biết đâu. Con này tính ra tiền Việt là trị giá bao tiền. Con Pulit này cộng với đống phôi này đến chục triệu không? Tạch chứ gì nữa. Bậy bạ. Xem này. Kéo bao giờ tạch luôn. À cái này nó không sáng cái thăng cấp em ạ. Nó phải sáng cái thăng cấp này thì tức là mới nhảy bậc được. Nó phải sáng cái thăng cấp này thì mới nhảy bậc được này. Tôi mà đập được con này là nó cũng cực kỳ nổ hũ ở server tàu chứ không phải đơn giản đâu. Em ạ. Nó cũng là đỉnh của chóp rồi đấy. Nãy giờ thì không biết bao nhiêu nhịp. Không cần phải đếm. Pulit. Cái đẹp. Đã xịn. Đó. Kèo này có 2%. Thì rồi em. Đây rồi. EVG. À, Lucifer. Có hàng, có hàng. À, top ấy rồi. Top rank bên Hàn rồi. EVG Lucifer này là không biết là có phải vận động viên nổi tiếng gì không đây. KK phiên bản Tết. Vận động viên nổi tiếng nào của Trung Quốc không? Ronaldo. Ronaldo. Này thì nổi đấy. Này thì nổi tiếng này. Này thì EVG này. Siêu. 冷静的射门啊，哇，那射门的感觉好像朝着球门传球一样，绝对是个精彩的射门范本。 阿拉巴 ，Team EVG 来了，卡诺一边倒戈，罗纳尔多，喂，切了个，沃克铲球，佩里西奇。Mãi mới đến cái chân mới khám tạt thì lại tạt xấu. Riêng người chọc khe là anh em server Việt Nam mới chọc còn kinh hơn. Còn kinh hơn bạn ạ. Bạn chưa có tuổi. Thì chỉnh thủ môn này. Chỉnh thủ môn với thầy à. Chỉnh thủ môn đi bạn. Tôi nguyên là ý vậy, hôm nay song phương sẽ đá đến nan giải nan phân. Beckham này. Puerto à, sức gì phụ diệu à. Beckham. À. Puerto à, sức gì phụ diệu à. Không vào với đâu. Ôi, biệt vị. Chuyện biên thái已经举旗了.
应该说动作走位都完成得很漂亮。古力特，啊，土豆，thủ với chúng tôi này, tay thì EVG này, lão. À, tỷ phân chênh lệch tiếp tục mở rộng. Cái đẹp, tính của fan cay thế nhở? Cay quá cơ. Là lưỡi bạn bẫy mình rồi. Bạn bẫy mình rồi. Van Verde, Van Verde TS cộng 8. Bên trái. Nope. À là bên phải. Bên phải. Không có quả pen thì trận này hoàn hảo hơn. Không cho tàu khựa tí hốp nó hết. Kaleska. Không cho hát bài của Tùng Dương luôn. Này thì EVG với chúng tôi. Thằng đấy là top mấy ấy nhỉ? Thằng vừa rồi top mấy ta? 3.000 mấy trăm điểm cơ mà. Ở đây này, Lucifer này, top 3 server này. Top 3 server tưởng thế nào? Ừ. Lêu lêu. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.